Xin chào cả nhà, chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh Thị Xu Shop. Buổi trưa ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mẫu áo. Đây là mẫu áo sẫm này các bạn, nó sẽ là cái phần cổ ha, và lai nó lai bầu và cái phần tay nó xòe và lửng. Thì với cái mẫu này các bạn có thể may bằng chất liệu vải lê nền hoặc vải đuổi, vải xô đều được nha. Và những cái chất liệu này nhà mình đều có bán, nếu các bạn nào muốn mua thì các bạn cứ kết bạn Zalo với mình 0963297788 thì mình sẽ ưu đãi giảm cho các bạn 20.000 đồng một ký nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện cho cái mẫu này. Với cái mẫu này thì mình sẽ xếp đôi cái vải lại, thì các bạn là mình là giấy thì các bạn là vải nha. Rồi các bạn lấy cho mình cái chiều dài của cái phần thân áo. Chiều dài ở đây á, thì với cái mẫu này á, người ta sẽ mặc cái phần đến ngang mông, thì mình lấy cái áo này dài là 58 nha. Mình sẽ gạch ngang qua được. Và mình sẽ có chiều dài áo là 58. Sau đó các bạn sẽ lấy cho mình công suất ngang vai là vai chia cho 2. Mình sẽ có bảng số đo ở đây. Đó, vai của mình ở đây là bằng 34. 34 chia cho 2 là được 17. Các bạn sẽ lấy qua cho mình là 17. Sau đó là các bạn sẽ dựng một cái đường vuông góc xuống là 4. Các bạn lấy ngang qua cho mình là cổ chia cho 5. Dòng cổ ở đây mình sẽ được là 35 chia cho 5 là bằng 7. Rồi sau đó các bạn sẽ hạ cho mình cái phần dòng nách. Hạ cái dòng nách thì các bạn sẽ lấy cho mình là bằng ngực chia cho 5, các bạn cộng 2. Dòng ngực ở đây của mình là 86, mình chia cho 5, mình cộng cho 2 là bằng 17,5, cộng cho 2 là bằng 19,5. Mình sẽ lấy xuống là 19,5 nè, các bạn lấy qua được. Sau đó là mình sẽ lấy xuống cái phần hạ eo. Ở đây mình làm là 35. Kế tiếp thì các bạn sẽ lấy cái phần ngang mông. Ngang mông ở đây thì các bạn lấy cho mình là mông chia cho 4 cộng 2, eo chia cho 4 cộng 2 và ngực chia 4 cộng 2. Dòng mông ở đây của mình là 98, mình sẽ chia cho 4 thì các bạn sẽ được là 24,5. Các bạn cộng cho 2 là bằng 26,5. Các bạn lấy qua cho mình một đường là 26,5. Eo chia cho 4, eo ở đây mình được là 72, mình chia cho 4, cộng cho 2 là bằng 18, cộng 2 là bằng 20. Mình lấy qua một đường là 20. Ngực ở đây, dòng ngực của mình là 86, chia cho 4, cộng 2 là bằng 21,5, cộng cho 2 là bằng 23,5. Bạn lấy qua cho mình đường 23,5. Rồi chúng ta sẽ dùng một cây thước, chúng ta nối cái đường này lại, tạo thành cái đường sườn. Và các bạn nhìn thấy cái phần lai này nó sẽ là lai cong nè, từ đây các bạn lên cho mình 9 phân. Bên góc này các bạn cũng lấy qua cho mình là 9 phân. Bạn nối hai đường này lại ha. Sau đó các bạn chia thành đôi, các bạn sẽ có được điểm giữa. Mình đang chỉ cho những bạn nào mà chưa có biết cách vẽ lai cong á. Sau đó các bạn chia này ra cho mình 3 phần đều nhau. Thì các bạn sẽ đi bo từ góc 9 phân này đến 1 phần 3 thứ nhất và các bạn bo vào đây. Thì chúng ta sẽ có được cái phần lai áo nó cong giống như hình. Rồi, chúng ta sẽ được lai cong. Sau đó thì các bạn sẽ dựng cây thước vuông góc. Sau đó các bạn lùi cho mình 2 phân và chia làm đôi. Các bạn vẽ một lần nữa thì chúng ta sẽ được cái dòng nách của cái phần thân áo. Và ở đây, từ đây nè, từ ngoài này các bạn đo vào cho mình là 9 phân. Các bạn kẻ thẳng xuống. Cái này là 16. Cái này thẳng lên nó sẽ cắt cái đường này là 4 phân. Thì các bạn sẽ vẽ cho mình được cái phần bên dọc. Chúng ta sẽ có được phần bên dọc và các bạn sẽ có được cái phần cổ áo. Cổ này á, thì nếu các bạn muốn nó rộng rộng như thế này á, thì các bạn phải ra cho mình một phần. Còn nếu mà các bạn muốn ôm giống như là cái phần cổ áo dài thì các bạn để y nguyên nha. Và phần này thì các bạn sẽ lê sâu xuống cho mình là bằng 7. Sau đó thì các bạn sẽ đặt cái thước vô, các bạn kẻ cho mình phần cổ áo. Chúng ta sẽ có được cái phần cổ áo cho cái phần thân trước của cái mẫu áo này. Nếu bạn xem đến đây mà có phần nào các bạn không hiểu rõ thì các bạn có thể bình luận cho mình biết ha. Mình sẽ trả lời cho các bạn khi thấy bình luận. Rồi bây giờ mình cắt.
Các bạn sẽ có được cái phần áo. Lát nữa mình sẽ chỉ cho các bạn cắt cái nẹp hò và cái cổ sau nha. Bây giờ mình sẽ dựa trên cái phần thân này để mình cắt cho cái phần thân sau này. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt cái phần thân sau nè. Các bạn sẽ đặt cái phần thân trước lên đây. Sau đó là từ đây ha, các bạn sẽ lên bắt đầu vai thân trước nè, vai thân sau các bạn lên hai phần nè. Từ đây các bạn dựng cho mình một đường nè, nó đi song song với phần nách, và gần đến cuối giáp nách thì các bạn sẽ ra cho mình là 7 ly. Ở đây các bạn ra 0.7 0.7 ha. Và ở đây các bạn giảm 1 nè, giảm 1, nhưng mà eo các bạn sẽ lấy cho nó bằng và mông các bạn cũng sẽ lấy bằng luôn. Và line này các bạn cũng sẽ lấy cho mình bằng luôn ha, các bạn cứ bao góc này qua thôi. Rồi cổ này thì các bạn sẽ đi vô nè, và phần này các bạn lên cho mình 3 phần. Rồi các bạn vẽ cho mình được cái phần cổ áo. Rồi chúng ta sẽ có được cái phần thân sau dựa trên cái phần thân trước. Mình có được thân sau dựa trên cái phần thân trước rồi thì các bạn sẽ bắt đầu vẽ cho mình cái phần cổ áo này. Cắt nè. Ở đây các bạn cắt xong ha, từ đây các bạn để vô đây, lấy dấu lại cho mình cái đường ngang eo để chúng ta vẽ được cái phần bên eo. Sau đó chia làm đôi, các bạn vẽ được cái phần bên eo dài cho mình là 14 đến 16, cách đường này là 4 phân bạn vẽ. Rồi chúng ta sẽ có được cái phần bên eo của cái áo này. Phần sau mình vẽ xong dựa trên từ cái phần thân trước ha. Rồi bây giờ đến cái phần thân trước này, các bạn nhìn cái áo nè. Trước khi mình cắt phần thân trước là mình sẽ đo cái phần cổ trước nha. Mình sẽ đo phần cổ thân trước, 1/2 cổ thân trước. Thì cái này mình đo được 12 nè. Còn cái phần vòng nách thân trước mình đo được 22 nè. Mình đo cổ thân sau luôn, lát nữa mình vẽ cổ cho nó nhanh. Mình cũng đo được 12 nè. Đây các bạn được 23 nè. Đây ha. Bạn sẽ được như thế này. Sau đó thì các bạn nhìn thấy nè, từ cái phần áo này ha, người ta bắt đầu từ đây nè, các bạn xuống cho mình là 7 phân. Và từ cái điểm giữa của cái phần áo nè, các bạn nối cho mình một cái đường chấm 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 ha. Một cái đường này là đường phụ thôi, chấm chấm như thế này nè. Sau đó các bạn chia cho mình làm đôi và các bạn chia cho mình làm 4 ha. Làm đôi xong rồi các bạn chia thành hai phần nữa. Thì các bạn sẽ thực hiện cái thao tác như sau nè. Từ cái điểm giữa cổ này nha, các bạn đi lại cho mình ra một phần nè. Sau đó là các bạn sẽ đi xuống cái chỗ một nửa mà các bạn mới vừa lấy dấu nè. Các bạn đi về đúng cái điểm giữa mà các bạn đi nè. Sau đó là các bạn sẽ móc cong xuống vô cái điểm giữa nè, và các bạn lài ra lại cái đường này nè. Thì các bạn sẽ có được cái đường nẹp hò mình cắt dựa theo cái phần thân. Các bạn nhìn thấy không? Đây là điểm giữa nè, xuống một phân nè, đây lấy bằng nè, và đây lấy lên một phân nè. Thì các bạn sẽ được cái phần nẹp hò. Và cái nẹp hò này á, thì các bạn nếu như mà các bạn thích mặc áo mà chồng nẹp hò cài nút thì ở đây các bạn sẽ có cái đường yếm tâm. Còn nếu như mà các bạn không có thích đường cài nút mà các bạn chỉ thích viền giả và các bạn kẹp cái nẹp hò, thì các bạn sẽ đính cái phần nút và các bạn sẽ xẻ cái phần cổ ở phía sau, chúng ta dùng dây kéo. Cái đó tùy ha, các bạn muốn sử dụng cách nào thì các bạn sử dụng. Thì với cái phần nẹp hò này thì ở giữa cái phần nách này thì chúng ta sẽ có một cái phần nút đây, và sát bên nó có một phần nút nữa. Và ngay cái điểm cổ, ngay cái điểm này nè, các bạn ra có thêm phần nút, thì chúng ta gắn được cái phần nút áo ha. Thì chúng ta xong được cho cái phần thân áo ở đây. Mình mở rộng cái phần thân để các bạn nhìn thấy ha. Thì các bạn chỉ cắt một bên thôi. Ở đây các bạn sử dụng kéo các bạn cắt ra nè.
Đó, thì cắt ra xong á là cái phần đẹp hò cho cái phần còn lại á, thì các bạn cắt nó sẽ phủ. Đó, thì các bạn sẽ cắt cái miếng nẹp, cắt từ cái phần vai, phần nách đến đường này qua đây, phần cổ thì các bạn sẽ kẹp lên. Còn cái phần nẹp hò này các bạn cắt theo cái đường đó, thì khi may á, thì nó sẽ chùm qua lại, thì chúng ta mặc nó sẽ không có bị hở nha. Đó là xong. Bây giờ đó thì từ cái phần này á, các bạn sẽ thực hiện cho mình cái phần tay áo. Tay áo thì mình đo được dòng nách trước và dòng nách sau rồi, thì các bạn sẽ lấy cho mình cái công thức là bằng ngực chia cho 10, các bạn cộng 3. Dòng ngực này của mình á, dòng ngực này của mình là 86, mình chia cho 10 cộng cho 3 là bằng 8,6 cộng cho 3 là bằng 12 ha, gần bằng 12. Thì các bạn sẽ kẻ cho mình một đường và đo từ trên xuống dưới nó bằng là 12. 12 là bằng con số này nè. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đặt một cái đường xéo. Đường xéo này nó sẽ bằng 22 là con số này cộng với 23 là con số kia, thì các bạn sẽ được 45. Các bạn chia 2 thì bằng 22,5. Các bạn lấy qua cho mình một đường là 22,5. Sau đó chia làm đôi. Và phần này các bạn xuống cho mình một phân nè, phần này các bạn lên cho mình hai phân nè. Đó, là các bạn sẽ được dọc nách. Và cái áo này á, thì các bạn thấy là cái tay của nó ha, nó không có co vô mà nó sẽ lại lại cái phần tay ra. Thì các bạn sẽ vẽ bằng cái cách là mình vẽ cái đường sườn tay xuống bằng cái phần cửa tay bình thường. Sau đó các bạn chia làm đôi ha, các bạn sẽ đánh cong cái phần tay ra. Và từ cái phần đánh cong này các bạn lên hai phân, thì các bạn sẽ ra được cái phần tay áo giống như hình. Và cái tay này trong hình á, nó sẽ dài hơn cái tay mà mình đang vẽ cho nên là khi mà các bạn thực hiện thì các bạn cứ kéo dài cái phần tay ra là chúng ta sẽ được cái phần tay áo dài như hình. Mình chỉ có kéo thêm dài cái tay thôi nha các bạn nha. Giờ đó là xong được cái phần thân trước, phần thân sau, tay áo. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cắt cái phần cổ áo. Cổ áo thì mình sẽ xếp đôi cái tờ giấy lại nè. Mình sẽ xếp đôi cái phần tờ giấy lại ha. Các bạn sẽ đi qua một đường. Rồi các bạn sẽ lấy cho mình dòng cổ thân trước cộng dòng cổ thân sau. Thì mình sẽ lấy là 12 cộng cho 12 thì nó sẽ ra là 24. 24 ha. Các bạn lấy qua cho mình đoạn này là 24. Sau đó thì từ cái phần cuối này các bạn lên cho mình 3 phân. Rồi các bạn chia này ra 3 phần đều nhau. Các bạn đi cong được cái phần chân cổ nè. Rồi từ đây các bạn sẽ dựng cho mình đường vuông góc. Và các bạn sẽ lấy cái phần cổ này, nó sẽ có độ lớn là 3,5 nè. Các bạn lấy đều xuống 3,5 hoặc 3,7. Đừng lấy 4 phân, nó cứng to, cái phần cổ nó không đẹp. Thì các bạn sẽ kẻ được cái phần cổ áo nè. Và ngay góc này 2 phân nè, các bạn lùi vào nè. Các bạn bo góc rồi chúng ta sẽ ra được cái phần cổ áo và các bạn ráp vào thân. Và chúng ta hoàn tất cho cái mẫu này. Mẫu này là mẫu 217. Rồi như vậy thì mình mới vừa chia sẻ xong cho các bạn cái mẫu áo 217 này. Thì chúc các bạn thành công nha. Hẹn gặp lại các bạn trong mẫu tiếp theo.